vị và các bạn thân mến, Đà Lạt hay những vùng phụ cận đều có những địa điểm du lịch nông nghiệp cực kỳ thú vị. Và chương trình hôm nay hãy cùng với phóng viên Xuân Long tìm hiểu về phương pháp trồng rau rất mới mẻ tại trang trại Lang Biang Farm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Đà Lạt là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Vì thế, ở đây chúng ta đã áp dụng một số những phương pháp hiện đại trong việc canh tác rau như là trồng bằng giá thể hay là trồng bằng thủy canh. Và ngày hôm nay, Xuân Lâm xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một phương pháp trồng rau mới đem lại hiệu quả cực kỳ cao và vô cùng mới lạ, đó chính là khỉ canh. Hiện nay, đến với Đà Lạt, du khách sẽ không khó để bắt gặp những vườn rau xanh tươi, an toàn, canh tác theo công nghệ hiện đại. Khách du lịch trong và ngoài nước đến Đà Lạt đều ấn tượng bởi nền nông nghiệp phát triển. Đây là những hình ảnh ghi lại tại trang trại Lang Biang Farm, thành phố Đà Lạt. Vâng, xin chào chú Đường. Đầu tiên thì chú Đường có thể chia sẻ cho Xuân Lâm được biết là cái hệ thống khí canh là như thế nào ạ? À? Nghe rất mới lạ. Cái khí canh thì nó cũng là một cái loại nông nghiệp công nghệ cao mà rau thay vì trồng trong đất, trồng trong giá thể, trồng trong nước thì bây giờ nó lại trồng trong không khí. Nói là trồng không khí nhưng mà thực chất thì mình cũng phải cung cấp dinh dưỡng và nước cho nó qua cái hệ thống, qua cái bộ rễ, và dùng thay vì là cái bộ rễ của nó được nhúng trong nước thì bây giờ là bộ rễ của nó được đặt trong không khí và định kỳ thời gian để cung cấp dinh dưỡng và nước qua cái bộ rễ. Vì chúng ta canh tác bằng khí canh này thì nó có ưu điểm cũng như là nhược điểm gì so với cách khác như là thủy canh ạ? Cái khí canh này thì nó khác với thủy canh là do cái bộ rễ không trực tiếp nhúng trong nước và bộ rễ nó được nằm trong không khí, cho nên cái rễ nó hô hấp tốt hơn, và do cái rễ hô hấp tốt hơn cho nên là năng suất cao hơn, thời gian thu hoạch nhanh hơn. Một cái cây chúng ta canh tác theo khí canh á, thì cái thời gian thu hoạch nó có khác gì so với cái thủy canh không ạ? Do cái thủy canh nó hô hấp tốt hơn cho nên là thời gian thu hoạch và năng suất cao hơn so với thủy canh. Đồng thời có những cái loại cây trong thủy canh không trồng được thì trong khí canh trồng rất là tốt. Cái loại rau nào mà chúng ta có thể canh tác bằng khí canh nó đặc biệt hơn so với thủy canh ạ? Ví dụ như cái rau bò xôi thì trong thủy canh trồng rất là khó khăn, nhưng mà trong khí canh thì cái bò xôi phát triển rất là tốt. Mô hình chúng ta có thể nhân rộng thêm không, hay là chúng ta sẽ làm như thế nào với cái mô hình này ạ? Vâng, được sự giúp đỡ của các cái nhà khoa học thì chúng tôi đang triển khai thử nghiệm cái mô hình khí canh này, và khi mà khắc phục được một số cái nhược điểm của nó thì chúng tôi sẽ liên hệ với các cái nhà sản xuất về cái các cái nhà máy mà sản xuất các cái dụng cụ về nhựa, sẽ làm cái khuôn mẫu để triển khai cái mô hình ống chuyên cho khí canh, và như thế thì lúc đó sẽ áp dụng đại trà cho bà con nông dân. Vâng, người ta hay nói là du lịch nông nghiệp là cái xuất khẩu tại chỗ, vừa không có cái gì mà vừa bán được trực tiếp cho người tiêu dùng, thì cái đó là vừa là người tiêu dùng họ tin tưởng, và đồng thời cái việc giá cả mà bán cho người du lịch cũng rất là tốt, và như thế thì cái hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cái việc là đi theo những cái kênh truyền thống. Đã, vâng, xin cảm ơn chú Đình rất nhiều ạ. Với tư duy đổi mới hướng đến sự an toàn của mỗi sản phẩm rau khi đến tay người tiêu dùng, cùng với những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nông nghiệp, hy vọng rằng những vườn rau như thế này sẽ được biết đến nhiều hơn. Và trong tương lai, loại hình du lịch nông nghiệp sẽ trở thành điểm nhấn khó quên của du lịch Lâm Đồng.